Giờ làm gì bây giờ? Bây giờ làm gì bây giờ? Game Vampy mà mở lên là livestream đường bằng nhau. Slenderman The Arrival thì mấy đứa lại sợ. Để mình vào chơi nốt cái này cái. Có cái khác bình thường tại vì kênh này cùi bắp mà. Kênh này ít người xem thành ra là mạng lưu băng thông dành cho cái máy này, cho cái kênh này nó ít lắm. Hiểu không? Chứ nó kênh nó đông đông người xem lúc đó thì nó mới đỡ lag được, còn bây giờ thì chấp nhận sự thật đó đi. Ủa, tại sao mình vào đây? Hai bốn sáu. Ok, 6 cái máy này. Làm video đi à? Ừ ok. Thôi được, bữa nào làm video đi. Làm video cho đỡ lag. Với lại nội dung nó phong phú hơn, nó không có bị loạn. Stream Thái mà lờ nó cứ đòi lúc nào cũng phải có hai like thế này thế kia. Đào đâu ra? Máy này để đây tí mở sau. Thôi mở luôn đi, sau trước. Ê, thằng nào mới chạy vậy? Mẹ thằng luôn. À nhầm, sorry, mình là chỉ thề. Thằng Slenderman nữa. I want to fuck my life. Cái chạy đâu vậy? Nó chạy theo kia đi. Chết chưa gì? Thằng anh cứ tự nhiên nghe tiếng nhóc nhá. Sao mới để lại là tiếng của mình? Sao lại có con người ngờ u như vậy nhỉ? Phải chăng coi kênh này nhiều quá rồi bắt đầu bị ngờ u theo kênh này rồi chăng? Đục mất thằng Slenderman lại ở đây nữa. Căng vậy. Nhóc kia là mình là đối phó không nổi rồi. Thêm ông nội Slenderman này nữa. Nhóc chạy đâu nghe tiếng bước chân bịch 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 vậy. I want to fuck my life. À, điện bật làm giật cả mình. Run now thì đang run đây này. Đang chạy sấp mặt đây không thấy à? Nhong nhong cái gì mà nhong nhong? Đứa nó vừa nhong nhong cái gì đấy? No 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 no. I want to fuck my life.
Để vui nhá. Bà nội thì nó chạy hướng nào mà nghe bịch 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 tiếp đấy. Được bao nhiêu rồi? 1, 2, 3, 4, còn 2 cái nữa. 2 cái nữa là chúng ta thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Mẹ cái thằng nào làm nhạc. Ủa? Quay lại đường cũ rồi. Máy này mở rồi mà. I want to fuck my life. It doesn't matter what happened tonight. Ừ đúng rồi, đờ mờ thằng làm nhạc. Máy này mở rồi. Fuck 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 fuck. Đây kìa, máy này kìa. Đau tim con mấy đứa ơi. Đủ sao máy rồi đó. Slenderman, Slenderman, Slenderman. Trước chạy làm đủ sao máy, tự nhiên bị chết. Giờ không được chết, giờ không được chết. Tôi không muốn chết. Lúc mà fuck. I want to fuck my life. Gì? The OB là cái deck gì? Chat tiếng Việt coi nào. Chắc tiếng Anh không hiểu đâu. Chắc tiếng tàu là càng không hiểu. Đó là sự thật à. Được lắm. Để vui nhé. Không vui nhá. Không vui em ơi, không vui, không vui. Má muốn chửi thề lắm luôn. Thở được một tí. Được bao nhiêu rồi? 1, 2, 3, 4. Con mực này đứng bên này. Gắt vậy.
Nghỉ game đi à? Không, mình thoát ra được rồi. Mình thoát ra được cái màn chết tiệt này rồi. Hạnh phúc vãi. Lưu game rồi đó mấy đứa. Ánh mặt trời. Không muốn gì đẹp hơn. Tiếng chim hót này nhé. Quá tuyệt vời. Rồi mày đứng nghĩ hết à? Chết chưa mới đi tí. Ai nói gì? Hai đứa nào mặt đen thui nói cái gì vậy? Charlie đi vào trong gì đó. Now watch that beat, cause it's about